mình thích cái gì nó có âm nhạc, mình thích gì sôi động. Zumba là một trong những cái mà mình lựa chọn, vừa đem lại là sức khỏe, thứ hai là nó có âm nhạc để mình có thể sống trong thoải mái, sống trong những âm nhạc để mình phá cái đam mê của mình thôi. Tập dance xong thì mình cảm thấy là cơ thể mình, cái sức khỏe mình nó tốt hơn. Ngoài ra cái độ bền của mình trong công việc á, nó cũng được nâng cao lên. Mình có nhiều năng lượng hơn khi đi làm. Sau khi mà tham gia thì cơ thể mình nó săn chắc hơn, cảm thấy là nó tự tin hơn nhiều. Cũng truyền được cảm hứng cho mọi người trong công ty, mọi người sẽ cảm thấy là thích tham gia một cái lớp dance như vậy. Mình chỉ nói là khi mà mọi người muốn để có một sức khỏe tốt hơn và năng động hơn, có nhiều năng lượng trong cuộc sống, thì mình nên tham gia những cái lớp Zumba, vì nó không giới hạn độ tuổi, cũng không giới hạn hoàn cảnh, chỉ cần bạn thích và muốn thể hiện bản thân là có thể tham gia được thôi.